Đây là căn phòng giải tỏa căng thẳng đầu tiên tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trang bị vồ và búa, căn phòng có chứa các đồ vật, từ chai thủy tinh đến đồ vật cũ. Người chơi chỉ cần mặc đồ bảo hộ và thẳng tay nghiền nát các đồ vật này để xua tan đi những ức chế trong đầu mình. Jin Meng, người sáng lập ra cho biết, Smart hiện có khoảng 600 người ghé thăm mỗi tháng và nhắm đến đối tượng từ 20 cho tới 35 tuổi. Đây không phải là một hoạt động thúc đẩy bạo lực, mà được coi là cách để giải tỏa ở một thành phố đầy áp lực như Bắc Kinh. Mục tiêu tiếp theo của Jin là mở một căn phòng Smart tại trung tâm thương mại. Giá cả dao động từ 23 cho tới 75 đô la Mỹ cho một